Rồi, xin chào tất cả các bạn. Lại lên chi tiết hai cái ba ga CD90 cho anh em quan tâm nha. Ba ga CD90 các bạn, anh em có thể gắn được cho CD50 luôn. 90 thì nó to đó các bạn. 50 thì cái ganh đây này nó chỉ tới đây thôi. Đó, nó 50 thì nó nhỏ nhiêu đây. Đó, 50 nó nhỏ nhiêu đây. Còn 90 thì nó vòng ra thêm khúc nè. Đó, giống như ba ga cúp ngoài các bạn. Anh em nhìn giống như là 86 mà nó to, cái tùm nó nhỏ. 90 nó giống này, nó nhỏ xíu nè. Cái form nó y chang như cái form đó các bạn. Ok, thì hai cái này mình đang giá thanh lý hết tuần nha các bạn. Hết tuần mình nghỉ hè nên mình thanh lý trong tuần này nha. Cái này 500, cái này 1,5 triệu nha. Mình sẽ so kỹ cho anh em nha. Anh em coi kỹ nha. Coi kỹ coi mày. Cái này thì anh em về đem đi xi lại nó cũng đẹp đó nha các bạn. Có hai cái lỗ này, hoặc là anh em gắn xe rẻ tiền, xe dọn đồ rẻ các bạn. Thanh lý 500 là quá bèo nha các bạn. Đó, này thì sơn chống rỉ lại là ok. Những cái mặt xung quanh của nó là đẹp, không bị cắn móp nha. Xung quanh không bị cắn móp. Mặt trên thì nó có hơi rỗ theo thời gian mà. Thanh lý 500 nha. Với giá 500 anh em đừng có đòi hỏi là phải đẹp nha. Đây, muốn đẹp thì qua cái đây, 1,5 triệu. Đó, cái này thì không có bị đục lỗ như cái đây. Liền. Ở trên thì cũng có sét, có rỉ, nhưng mà nhẹ hơn các bạn. Anh em coi xung quanh này. Ở xung quanh còn khá là đẹp nha. Tương tắc không bị chạy xước. Đó, đẹp các bạn. Mặt dưới thì chủ có đã quét chống rỉ rồi các bạn. Chủ xe cũ đã có quét chống rỉ nha. Mặt băng hông còn đẹp nè. Đó, đẹp như mới các bạn. Đó, mặt trên đẹp nha. Cái bằng dưới này nó hơi rỗ một chút thôi. Đây nó có bị một chút nè. Giá thanh lý 1,5 triệu cho anh em luôn. Ba ga CD90 nha các bạn. Còn anh em mà muốn đẹp nữa thì mấy triệu một cái. Len can cũng có nha các bạn. Đặt chứ mình cũng không có sẵn. Anh em thích thì đặt, mình sẽ lấy về cho anh em. Còn hiện tại thì đang có hai cái này thanh lý giá bèo cho anh em. Đây, 1,5 triệu, cái 500 nha. Rồi, ngoài ra còn cái ba ga Charlie 81,2 triệu. Hai ba ga custom 1,2 triệu, cái mấy triệu, mới như thùng. Ga 86,2 triệu, rồi thanh lý. Rồi anh em muốn cái nào thì tiếp hoặc nhắn tin Zalo giúp mình nha. Anh em lưu ý là mua hàng gọi video xác thực người bán xem có thật hay không, là chúng ta tiến hành chuyển tiền đặt cọc các bạn. Chuyển tiền đặt cọc, chuyển tiền mua các thứ các kiểu là điều. Còn nếu mà mua bán cho thằng nào mà không chịu gọi video xác thực khuôn mặt hay là xác thực nhà cửa ở đâu là lừa đảo 100% nha anh em. Nhớ nha, không chịu gọi video xác thực khuôn mặt và nhà cửa là lừa đảo 100%, đừng bao giờ chuyển tiền dù 1,000. Các bạn chuyển 1,000 rồi nó lấy các bạn, nó lấy gì các bạn đâu rồi. Ok, còn có nhà có cửa mà chuyển 1,000 mà nó không trả là qua nhà quýnh mỏ máu không các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Anh em là có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha anh em. Mẫu thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp mình. Chỉ duy nhất một số điện thoại đó thôi nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cấp nha.